chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh của quang praha hôm nay chúng tôi có một vị khách đặc biệt kiến trúc sư lê tùng một khách hàng tiềm năng đã tìm đến sapa staff và sapa reality trong cuộc trò chuyện này tùng sẽ chia sẻ về hành trình của mình từ khi bắt đầu tìm kiếm quyết định lựa chọn dịch vụ của chúng tôi cho đến những thay đổi tích cực mà anh đã trải qua hãy cùng lắng nghe để hiểu rõ hơn về những về giá trị thực sự mà sapa staff và sapa reality mang lại cho khách hàng của mình chào lê tùng cảm ơn em đã dành thời gian chia sẻ hôm nay Hãy kể về tình trạng chỗ ở của em trước khi biết đến dịch vụ của Quang Praha. Chào anh Quang, ờ, chào tất cả mọi người. Ờ, trước khi gặp anh, em đã đi thuê nhà và lại không muốn mua sắm nhiều đồ đạc cho căn nhà của mình tại vì có thể chuyển chỗ ở bất cứ lúc nào. Nên là nó khiến cho cuộc sống của em nó thiếu tính ổn định và khiến cho em cảm thấy không được thoải mái và tự tin cho lắm. Ok, rất cảm ơn em sự chia sẻ của em. Vậy làm thế nào mà em tìm đến dịch vụ bất động sản và xây dựng của Sapa Start và Sapa Reality? Vâng như anh và các bạn đã biết, em cũng là một kiến trúc sư và cũng đã thiết kế và làm việc với rất nhiều các cái đơn vị thi công. Nhưng với ngôi nhà của mình thì em lại mong muốn là tìm được một công ty đầy đủ cả sự chuyên môn lẫn đáp ứng được các cái yêu cầu khắt khe từ của em. Thì qua tìm hiểu, vì em tìm hiểu và biết anh khá là lâu ở trên Facebook thì em muốn tìm tới công ty của anh. Ban đầu thì em chỉ muốn là tìm nhờ công ty của mình tìm các cái căn hộ giúp em tìm căn hộ giúp em thôi nhưng mà sau đấy thì vì cái sự tư vấn nhiệt tình và giúp đỡ thật lòng của bên và đưa ra nhiều cái biện pháp giúp cho em thì em đã quyết định là cả công ty của anh là sẽ giúp em là sửa chữa cái căn bít này quá trình đó thật sự đã vượt quá qua cái sự mong đợi của em thật tuyệt vời à, điều gì ở dịch vụ của Quang Praha khiến em cảm thấy thú vị. Em thực sự ấn tượng với sự tận tình chu đáo của đội ngũ bên anh cũng như là mức giá phải chăng và chất lượng rất là đặc biệt. Ờ và ngoài ra là công ty mình lại còn có sự bảo hành khiến cho em cảm thấy rất là an tâm khi mà em sống trong cái ngôi nhà mới đấy của em khi em chuyển vào cái căn nhà mới của mình thì em cảm thấy thế nào việc được sống trong ngôi nhà mơ ước của mình khiến em cảm thấy tự tin hơn và uh, cảm thấy là cái quyết định của em rất là đúng đắn cuộc sống của em đã thay đổi rất là đáng kể Ờ, em cảm thấy rất là thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi của mình và sau đấy được về nhà của mình và tận hưởng cái không gian đấy. Cảm ơn em đã chia sẻ. Lê Tùng em có lời tri ân nào muốn gửi đến Sapa Staff và Sapa Reality. Được. điều này thì em đã giấu kín trong lòng mà mãi đến hôm nay em mới được đến gặp mọi người để để nói ra cái điều này. Thì em thật sự rất là cảm ơn đến Quang Praha và toàn thể đội ngũ Sapa Staff, Sapa Reality cảm ơn đã giúp em thực hiện được cái ước mơ mà lâu nay em ấp ủ công việc của các anh đã tạo nên những sự khác biệt cho cuộc sống của em. Rồi, rất cảm ơn em Lê Tùng về những lời chiên tốt đẹp. À, cuối cùng em có lời khuyên nào dành cho mọi người đang cần dịch vụ tương tự? Ờ, Em chỉ muốn khuyên mọi người là nếu mà mọi người đang có ý định mua bán bất động sản hay cần sửa chữa thì có thể liên hệ với Quang Pra để nhận được những sự tư vấn từ những chuyên môn và đưa ra những giải pháp giúp mọi người giải quyết các vấn đề một cách tốt đẹp nhất. Sự hỗ trợ từ họ thực sự là đã khiến cho mình thay đổi cuộc sống. Rất cảm ơn Lê Tùng trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn. Anh cảm ơn bạn đã xem video nếu bạn cảm thấy nội dung này hữu ích xin hãy đăng ký kênh quang praha để ủng hộ tôi sự ủng hộ của bạn giúp tôi tiếp tục mang đến nhiều nội dung chất lượng hơn cảm ơn rất nhiều